thế nào là danh từ số ít thế nào là danh từ số nhiều trong video này mọi người sẽ cùng với thủy khám phá phân biệt được thế nào là danh từ số ít danh từ số nhiều và cách sử dụng của nó nha và trước khi bắt đầu, thì có một món quà dành cho mọi người. Hãy comment phát âm tiếng Anh và Thủy sẽ gửi cho các anh chị 8 video học phát âm siêu hay từ Thủy nhé. Và đừng quên là hãy giúp Thủy subscribe kênh này cũng như chia sẻ video nếu như mọi người thấy video này hay mọi người nha. Trong bài này chúng ta sẽ cùng đi qua những phần như sau. Phần 1 là khái niệm danh từ số ít, danh từ số nhiều. Phần thứ hai là cách thành lập danh từ số nhiều. Phần thứ ba là một vài những lưu ý liên quan đến hai loại danh từ này. Và cuối cùng là mình làm một chút bài tập để mình luyện tập nhé rồi phần đầu tiên đó là khái niệm thì trong video trước tôi có giới thiệu cho mọi người và đưa cho mọi người những cái ví dụ về danh từ số ít và số nhiều tuy nhiên thì nếu như anh chị nào mà chưa xem video trước chưa biết danh từ là gì thì hãy xem lại video trước ở trong phần description mô tả mọi người nha rồi thì đối với danh từ số ít á, thì mọi người hiểu nôm na nó dùng để chỉ một sự vật hoặc là một hiện tượng và đếm được cứ số ít nha là một cái và đếm được nha thì nó là số ít rồi ví dụ a dog là một con chó và an apple là một quả táo hay là Lang is a student Lang là một uh, học sinh thì như vậy student là một cái danh từ đếm được một em một học sinh nhiều học sinh mà đúng không thứ hai là danh từ số nhiều thì danh từ số nhiều á, thì mình hiểu nôm na là nhiều hơn một cái à, từ hai cái trở lên thì nó là danh từ số nhiều và nó phải đếm được thì đúng rồi đếm một đếm hai đếm ba thì đếm được rồi ví dụ hai quả táo thì nó sẽ là two apples và nhiều những cái bút chì thì nó sẽ là many apples hay là these dogs are so cute. Những cái con chó này, à, dogs là nhiều con chó. Những cái con chó này, these dogs are so cute. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng với Thủy ho coi cái cách thành lập danh từ số nhiều. Thì bây giờ số ít đúng không? Là danh từ. Thì để chuyển từ số ít sang số nhiều đối với những danh từ đếm được thì thì mình sẽ thêm S vào. Đây là phần đông các trường hợp. Thì ví dụ, apple là một quả táo. Và nhiều quả táo thì nó sẽ thêm S vào. Nó sẽ là apples. Pen là một cây bút và pens thêm s vào thì nó sẽ là nhiều cây bút. Pig là con lợn và pigs là nhiều con lợn. Hoặc là chair là cái ghế và chairs là nhiều cái ghế. Ở đây á, sẽ có nhiều anh chị thắc mắc là ủa sao thì lúc mình đọc thêm s mình đọc là s, lúc mình đọc là pens thì thủy có làm một cái video hướng dẫn rất kỹ, rất chi tiết cũng như kèm cái mẹo để mọi người có thể biết được cái cách đọc. Khi mà đối với những từ thêm S hoặc là ES đọc số nhiều thì nên phát âm như thế nào cho đúng. Mọi người nếu mà chưa ai mà chưa coi cái video đó thì hãy nhớ là xem ở trong phần description mô tả ở dưới video này. Tôi có thể để đường link hoặc là comment đó, là video... S hoặc ES và Thủy sẽ gửi cho các anh chị cái đường link, cái cách mà mình phát âm những từ có đuôi tận cùng khi mà mình thêm S hoặc ES như thế nào để mình phát âm cho đúng mọi người nhé. Vừa rồi là trường hợp phần đông là mình thêm S vào sau cái danh từ nếu như chuyển từ số X sang số nhiều. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp đặc biệt và bây giờ mọi người cùng xem với Thủy những trường hợp đặc biệt nhé. Trường hợp đầu tiên á, là với những từ mà kết thúc bằng đuôi CH, này, S, này, X, này, sh này, hay Z thì ở phần đuôi tận cùng mình sẽ thêm es tức là mình không thêm s mà bây giờ mình sẽ thêm es và có một cái mẹo nhớ vui vui để mà các anh chị có thể tham khảo à, tùy mọi người chọn câu nào nhé thì trên mạng người ta sẽ chỉ là à có thể dùng cái mạng cái câu là chị sáu sinh sang giỏi thì để mình nhớ là à chị là ch này sáu là s sinh là x rồi sang là xh giỏi là z thì những cái từ mà có đuôi tận cùng như ở trên á Thì mình sẽ thêm ES vào Thủy thích một cái câu này hơn đó là Sang chạy xe SH dởm <laughs> Thì mọi người cái à sang là S nè Chạy là CH nè SH, SH, à, xe SH á à, sh, là D Để mình hiểu thì tùy mọi người chọn ha Ở đây Thủy cho mọi người những cái ví dụ để mọi người hiểu nha Ví dụ mình có từ church Âm đuôi của nó là tận cùng của nó là CH Thì ví dụ như nhiều cái nhà thờ thì nó sẽ là churches Bus, tận cùng là S thì nhiều cái xe buýt nó sẽ là buses hoặc là box đúng không đưa cái tận cùng nó là x thì bây giờ mình sẽ là boxes hay dish. dishes và quizzes, quizzes lưu ý ở đây quizzes thì cái chữ mình sẽ thấy nó có double chữ z ha còn hỏi tại sao thì nó như vậy thôi chứ giờ biết tại sao rồi tuy nhiên mọi người có thêm một cái lưu ý nữa là với những cái danh từ mà nó kết thúc bằng đuôi y dài kết thúc của nó bằng đuôi y dài thì mình sẽ bỏ y dài thêm y ngắn thành và cộng thêm es bỏ y dài thành y ngắn thêm es được không nghe lại nhá bỏ y dài chỉ thành y ngắn thêm es thì ví dụ baby là một em bé nhưng mà babies thì sẽ là bỏ y dài thành y ngắn thêm es hay là party parties hay là fly flies những con ruồi được không ạ à? nhớ nha bỏ y dài thành y ngắn thêm es rồi tiếp tục ha ở đây mình sẽ có một dạng nữa đó là danh từ kết thúc bằng đuôi là f fe á thì mình sẽ bỏ f hoặc là bỏ fe và thêm vào ves thủy có hay nói vui vui là chuyển f thành v và es cộng thêm es bỏ f hoặc là fe uh ha -huh, thành ves thủy ví dụ leaf là một cái lá và nhiều cái lá nó sẽ là leaves leaves wife là một vợ và nhiều vợ sẽ là wives wives Ok. Rồi, ngoài ra thì nó cũng có thêm một trường hợp đặc biệt nữa, đó là với những danh từ kết thúc bằng F hoặc là FE thì nhiều khi mình sẽ vẫn thêm S như bình thường đối với một vài cái danh từ đặc biệt. Cái này thì tại sao thì thì mình nhớ thôi chứ giờ cũng không biết tại sao nữa. Rồi, ví dụ roof là mái nhà và nhiều mái nhà nó sẽ là roof hoặc là cliff là vách đá và nếu mà số nhiều của vách đá nó sẽ là cliffs. Cliffs rồi và có những danh từ nó có thể một trong hai cái hình thức trên đều được luôn. Thủy ví dụ chẳng hạn scoff là cái khăn quàng và scoffs cũng được mà scoffs cũng được luôn và thêm một cái nữa đó là danh từ mà kết thúc á, mà đuôi nó là o thì mình sẽ thêm es vào mọi người nha. Danh từ kết thúc bằng o thì mình sẽ thêm es vào. Ví dụ hero thì mình sẽ là heroes, tomato thì nó sẽ là tomatoes. Cho nên ở đây thì có nhiều anh chị sẽ ghép vào trong cái câu trước là ông sáu chạy xe SH dởm cũng được cho dễ nhớ mọi người nha. Trong một trường hợp khác nữa cũng là kết thúc có đuôi là o. Nếu như là đó là từ đó là cái từ vay mượn của nước ngoài hoặc là từ viết tắt thì mình thêm s vào thôi. Thì ví dụ radio thì mình sẽ là radios hoặc là piano thì nó sẽ là pianos. Được không ạ? À? Thì không gom vào trong trường hợp trước Nhưng mà mọi người có thể nhớ là ông sáu chạy xe hát dởm Hoặc hoặc đối với những từ mà mình vay mượn nước ngoài Hoặc là những từ viết tắt Thì thì mình sẽ thêm S vào Ví dụ radios hoặc là pianos à, okay. Thật ra thì đôi khi thì mọi người có thể cố gắng nhớ cũng được Hoặc là nếu như một vài từ Nó sẽ có cả hai hình thức trên Thêm ES cũng được Mà thêm S vào cũng được Ví dụ như mango Thì nó sẽ là mangoes hoặc là mangoes ghi cũng được hoặc là mosquito là con mũi thì mình có thể thêm s cũng được mà thêm es cũng không sai được không ạ à? rồi đối với những danh từ mà số nhiều mà bất quy tắc mọi người nha tức là không thêm s cũng không thêm es thì nó sẽ có một cái dạng thức mà chuyển đổi thành một từ khác luôn thì đó là một vài những cái danh từ mà phổ biến như sau mọi người cùng xem nhé thì với những danh từ này chuyển từ số ít thì là một cái từ khác mà ra số nhiều nó là cũng là một từ khác hoàn toàn chứ không có thêm s hoặc es mọi người ghi nhớ nha Ví dụ man là một người đàn ông, men là nhiều người đàn ông. Man là âm a, -E. a a man, còn nhiều người đàn ông nó sẽ là âm e men, man, men, man, men. Man, man. Tiếp tục woman, Từ này một người phụ nữ nó sẽ là âm ư, woman, còn nhiều người phụ nữ nó sẽ là we mean hai âm i mọi người nha. nhìn thử nè. U, wo, woman, ghi ha, i, i, e, e, we, women, women. Foot, bàn chân Feet, nhiều bàn chân Tooth là một cái răng Teeth là nhiều cái răng Child là một em bé Children là nhiều em bé Person là một người People là nhiều người Mouse là một con chuột Mice là nhiều con chuột Goose là con ngỗng Geese là nhiều con ngỗng Và ở đây thì nó sẽ có thêm một trường hợp nữa Đó là danh từ không thay đổi khi ở dạng số nhiều Thì ví dụ số ít đó là sheep, số nhiều cũng là sheep. deer là con hươu, deer. fish cá, salmon cá hồi, squid mực, crab ah à, crab. rồi ngoài ra thì mọi người sẽ thấy là có một cái có những cái danh từ mà nó luôn ở hình thức số nhiều. thì ví dụ chẳng hạn quần áo nó gồm có hai phần pants, trousers, jeans. À, quần có hai cái ống thế hay nào? viên để nhớ như vậy pajamas, pyjama. Thiết bị có hai phần, scissors, cái kéo, glasses, cái kính. Hoặc là một vài trường hợp khác, goods, hàng hóa, nói chung, clothes, nói chung, quần áo, savings, là những cái khoản tiết kiệm, nói chung. Ngoài ra, mọi người sẽ còn để ý thêm một cái trường hợp nữa mà mọi người cần lưu ý. Đó là có những những danh từ nhìn nó hình thức số ít nhưng mà nó lại mang nghĩa số nhiều. Thì ví dụ, family, gia đình, team, đội nhóm cattle, police, army quân đội, government chính phủ. Danh từ có hình thức số ít nhưng mang nghĩa số nhiều mọi người nha. Ngoài ra vẫn có những hình thức số nhiều nhưng mà lại mang nghĩa số ít. Ví dụ news tin tức. Bây giờ chúng ta cùng đến phần bài tập mọi người nhé. Như vậy chúng ta đã kết thúc bài ngày hôm nay, danh từ số ít và danh từ số nhiều. Đừng quên là chúng ta có các hẹn vào ngày mai với bài danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Hẹn các anh chị vào ngày mai nhé. Bye!